Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động hẹp nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng và bị bảo hiểm thất nghiệp. Theo quy định pháp luật hiện hành, bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được lãnh, lãnh bảo hiểm thất nghiệp cần phải chuẩn bị những loại giấy tờ gì, hay bảo hiểm thất nghiệp có được bảo lưu hay không? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề này trong nội dung video ngày hôm nay. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bốt, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì theo quy định tại luật việc làm năm 2013, thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng sẽ bằng 60%, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp. Theo đó cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó cứ đóng thêm đủ 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Theo quy định của luật việc làm năm 2013, thì người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện, đó là chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc đối với trường hợp hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hay có xác định thời hạn. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp hợp đồng lao động thêm bù vụ hay theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và người lao động chưa tìm được việc làm, sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp người lao động đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở can nghiệm bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù hoặc ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc đã qua đời. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, thì người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm Tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản cho người lao động được biết. Tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Để được giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm các loại giấy tờ sau đây thứ nhất là phải có đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội ban hành thứ hai là phải có bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các loại giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động quyết định thôi việc hay là quyết định sa thải hay quyết định kỷ luật buộc thôi việc, thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, vân vân Và thứ ba là phải có sổ bảo hiểm xã hội. Sau thời hạn 3 tháng, kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Đồng thời, người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện theo quy định. Thứ nhất là trường hợp bị chấm dứt do tìm được việc làm. Thứ hai là trường hợp bị chấm dứt do thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Thứ ba là trường hợp bị chấm dứt do đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. Thứ tư là trường hợp bị chấm dứt do phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thứ năm là trường hợp bị chấm dứt do bị tòa án tuyên bố đã mất tích. Thứ sáu là trường hợp bị chấm dứt do bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù. Theo đó, thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, trừ đi thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo nguyên tắc, mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng với 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. Thì theo quy định tại luật việc làm năm 2013, thì hiện nay thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liên kề trước khi thất nghiệp. Mức tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người lao động phải trực tiếp đến đăng ký tình trạng việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi cư trú. Nếu người lao động không đến đăng ký thì sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với vi trình giải viết như vậy, cử tri cho rằng thủ tục chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động khi nghỉ việc còn trườm ra và phải đi lại nhiều lần gây mất thời gian. Vì thế, cử tri đề nghị Bộ Lao động Thương minh và Xã hội chỉ đạo đơn giản hóa thủ tục để người lao động thuận lợi trong việc nhận chế độ của mình, đồng thời đề nghị cho phép người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp một lần. Phản hồi về vấn đề này, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cho biết, theo quy định tại nghị định số 28, theo quy định tại nghị định số 28 năm 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm năm 2013 về bảo hiểm thất nghiệp thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Hồ sơ bao gồm đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các loại giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và sổ bảo hiểm xã hội. Điều 52 luật việc làm năm 2013 quy định trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hàng tháng, người lao động phải trực tiếp thông báo với Trung tâm Dịch vụ Việc làm, nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, về việc tìm kiếm việc làm. Các trường hợp bao gồm người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp bất khả kháng thì không phải thông báo tìm kiếm việc làm. Hiện nay, người lao động có thể nhận tiền trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM hoặc bằng hình thức tiền mặt do người lao động tự lựa chọn, nên không cần phải đi lại nhiều lần. Trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động chỉ phải đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng để cán bộ trung tâm có những hỗ trợ kịp thời về việc làm việc và học ngờ. Và đó giúp người lao động nhanh chóng tìm được việc làm đồng thời kiểm soát được tình trạng việc làm của người lao động, tránh việc lạm dụng, vỉ bảo hiểm thất nghiệp. Cũng theo Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, luật việc làm năm 2013 không quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần, vì thế người lao động không được hưởng trợ cấp dưới hình thức này. Như vậy là cơm vừa thông tin xong đến mọi người về một số vấn đề liên quan đến việc bảo hiểm thất nghiệp một tháng được bao nhiêu tiền, bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được lãnh, lãnh bảo hiểm thất nghiệp cần phải chuẩn bị những loại giấy tờ gì? Hay là bảo hiểm thất nghiệp có được bảo lưu hay không? Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bổ ích, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác, thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.